Lý Hải bị bắt gặp hạ mình quỳ gối chụp ảnh với một người có tâm ắt có tầm. Dõi theo các sao Việt, fan không chỉ chú ý đến sự nghiệp hay đời tư mà cách ứng xử cũng là điều được quan tâm đặc biệt. Theo đó, nhiều sao nhờ cư xử tử tế khéo léo đã thành công chiếm trọn trái tim của số đông khán giả. Sao Việt hành động đẹp với fan khuyết tật. Mới đây, khoảnh khắc Lý Hải quỳ gối chụp ảnh cùng fan khuyết tật tại một buổi giao lưu ra mắt phim thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Chưa kể, nam diễn viên còn thân thiện khoác vai giao lưu nhiệt tình với vị khán giả đặc biệt, qua đó cho thấy sự thân thiện và gần gũi đáng quý. Bình luận về hành động đẹp của Lý Hải, khán giả khen, tinh tế ghê, người có tâm ắt có tầm, tử tế quá không uổng công bao năm qua thần tượng. Lý Hải luôn gần gũi và hiếp mình với khán giả. Trước Lý Hải, dàn sao Việt như Khánh Vân, Hanie cũng gây điểm khi cư xử đẹp với fan có hoàn cảnh đặc biệt. Theo đó, tại một sự kiện cách đây không lâu, Hoa hậu Khánh Vân ghi điểm khi khom lưng cúi người chụp ảnh cùng fan có hoàn cảnh đặc biệt, mặc cho trang phục dạ hội không thuận tiện. Nổi tiếng là nàng hậu gần gũi và thân thiện, Hanie cũng thành công chiếm trọn trái tim khán giả khi nhiều lần quỳ gối chụp ảnh cùng fan có hoàn cảnh đặc biệt. Xem qua loạt khoảnh khắc cư xử đẹp của nàng hậu, fan gật gù công nhận, đúng không hổ danh Hoa hậu quốc dân. Tử tế là công thức của thành công. Trong mắt khán giả, nghệ sĩ không chỉ cần có tài năng mà còn phải tử tế. Nhất là trong bối cảnh làng giải trí nhiều lùm xùm và thị phi như hiện nay, khán giả lại càng quan tâm đến đạo đức của người nghệ sĩ. Theo đó, nhiều người cho rằng có tâm ắt sẽ có tầm và tử tế cộng với tài năng chính là công thức dẫn đến thành công. Bàn luận về quan điểm có tâm ắt sẽ có tầm, số đông ý kiến từ phía công chúng đều cho rằng một người nghệ sĩ khi đối xử chân thành và tử tế với khán giả chắc chắn sẽ tạo được những sản phẩm nghệ thuật có giá trị, từ đó vươn đến đỉnh thành công. Giống như Lý Hải từng chia sẻ, có lẽ xuất phát điểm của tôi là đi lên từ hai bàn tay trắng và xuất thân từ tầng lớp lao động. Tôi sinh ra ở một vùng quê cơ cực và cũng chỉ là một cậu bé chăn bò, đi học còn không có tiền mua sách vở. Vì lẽ đó nên tôi đã chứng kiến và hiểu được cuộc sống xung quanh. Điều này đã thấm vào máu của Lý Hải. Khi kể một câu chuyện cho mọi người nghe thì tôi muốn kể về những hoàn cảnh như vậy thay vì những nơi xa hoa náo nhiệt. Ngoài ra trong phim của Lý Hải, thông điệp về tình người lúc nào cũng có. Mới đây nhất, phim mới ra của Lý Hải là Lật mặt xấu, tấm vé định mệnh, không có các suất chiếu sớm như Con nhóc móc chồng, nhưng hiện nay chưa tìm được đối thủ ngoài phòng vé. Không chỉ là phim được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội và truyền thông những ngày qua, phần 6 thương hiệu Lật mặt cũng áp đảo tại các phòng chiếu. Theo Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập tính đến 9 giờ ngày 2 tháng 5, Lật mặt 6 của Lý Hải thu về gần 120 tỷ đồng, trong khi đó Con nhóc móc chồng đạt 47 tỷ đồng. Dù cả hai cùng khởi chiếu ngày 28 tháng 4 và cấm khán giả dưới 16 tuổi, nhưng Lật mặt 6 tỏ ra có sức hút hơn. Hay như Hoa hậu Khánh Vân cũng từng nổi tiếng với câu nói, tôi chẳng có gì ngoài trái tim yêu thương. Và tuy câu nói này từng khiến cô vấp phải nhiều tranh cãi vì nhiều người cho rằng Hoa hậu không chỉ cần có trái tim yêu thương, nhưng thời gian đã chứng minh lời Khánh Vân nói là đúng. Theo đó, nhờ làm mọi việc xuất phát từ trái tim yêu thương nên Khánh Vân ngày càng thành công. Cô gặt hái được không ít trái ngọt trong sự nghiệp và được khán giả yêu thương. Nhất là sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, nàng hậu sinh năm 1995 đã chứng minh cho khán giả thấy cô thành công như thế nào. Lý giải cho quan điểm đề cao trái tim yêu thương, Khánh Vân cũng từng bộc bạch với truyền thông rằng có thể có nhiều người nói tại sao tôi luôn nói về trái tim yêu thương, nhưng mọi người hãy bình tĩnh và ngồi suy ngẫm lại sẽ thấy tất cả những điều bạn làm sẽ luôn có một trái tim yêu thương. Tôi tin chắc rằng tất cả những hành động của chúng ta làm đều xuất phát từ một trái tim yêu thương, cho nên dù đi đâu cũng đem theo trái tim ấm áp yêu thương đi đến đó.